đầu tàu kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổn thất nặng nề, nhiều gia đình phải hỗ trợ khẩn cấp. Thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua giai đoạn khó khăn, đối diện thử thách lớn và buộc phải vượt qua, không có lựa chọn khác. Thành phố cần có quyết tâm chính trị rất cao giai đoạn tới, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nói. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc kỳ họp Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 khóa 10 diễn ra sáng mùng 7 tháng 12, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn đối diện với các thử thách lớn. Nhưng thành phố buộc phải vượt qua, không có lựa chọn nào khác. Chúng ta đã chịu nhiều tổn thất rất nặng nề, nhiều người không thể vượt qua, hàng triệu gia đình lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn phải hỗ trợ khẩn cấp. Kinh tế, xã hội tụt giảm nghiêm trọng, nhiều chỉ tiêu không đạt kế hoạch và lần đầu tiên tổng sản phẩm GRDP của thành phố tăng trưởng âm. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, giai đoạn khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh người đứng đầu đảng bộ thành phố phân tích. Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 trên thế giới đang rất phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, biến chủng mới Omicron hiện đã và đang làm đau đầu các nhà khoa học. Tình hình dịch COVID-19 trong nước và các tỉnh phía Nam đang có chiều hướng ngày càng phức tạp. Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua hơn 2 tháng thực hiện từng bước tiến tới bình thường mới, thí điểm một số hoạt động. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, trong bối cảnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra chủ đề năm 2022 là năm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng thời, địa phương đã thống nhất với mục tiêu tổng quát và 20 chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2022 từ 6% đến 6,5%. Với mức tăng trưởng đề ra, thành phố cần có quyết tâm chính trị rất cao cho giai đoạn phục hồi và phát triển sắp tới. Thành phố đang trải qua giai đoạn khó khăn, đối diện thử thách lớn và buộc phải vượt qua, không có lựa chọn khác. Bí thư Nguyễn Văn Nên quán triệt. Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, liên quan trực tiếp đến việc phục hồi phát triển kinh tế, xã hội thành phố giai đoạn 2021 đến 2025, hướng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Bởi vậy, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố và các đại biểu phát huy dân chủ, trí tuệ tập trung thảo luận sâu, kỹ các vấn đề trọng tâm tại kỳ họp. Thành phố Hồ Chí Minh kiện toàn bộ máy ngay trong lúc chống dịch, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Trong bối cảnh diễn biến phức tạp, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân được bầu ngay trong lúc tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa tập trung vào trọng tâm công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Vai trò của đại biểu Hội đồng Nhân dân được phát huy. Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã trực tiếp tham gia vận động nguồn lực, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ trang thiết bị y tế. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành kịp thời một số nghị quyết về chế độ, chính sách đặc thù hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch COVID-19, động viên tuyến đầu chống dịch. Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng tích cực tham mưu, tổ chức giám sát các nội dung quan trọng liên quan tới việc thực hiện chủ đề năm 2021, việc thực hiện các chương trình đột phá, việc thực hiện các chính sách pháp luật về đất đai. Trong kỳ họp mang tính chất bản lề của giai đoạn mới, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng Nhân dân cần thảo luận, cho ý kiến cụ thể việc xây dựng và triển khai chiến lược y tế, trọng tâm là củng cố hệ thống y tế cơ sở và y tế dự phòng, tăng cường nhân lực y tế, nâng cao ý thức xã hội, làm cho từng cấp, từng ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị và mỗi người dân là một chủ thể của chiến lược phòng, chống dịch. Một nội dung quan trọng khác là đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 đến 2026 trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu bàn thấu đáo xem xét kỹ lưỡng vấn đề này. Tôi có niềm tin cả hệ thống chính trị và người dân thành phố sẽ đồng tâm, hiệp lực, nhất định vượt qua khó khăn trước mắt để kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thời gian tới, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ phục hồi và từng bước trở lại nhịp độ phát triển vốn có. Ông Nguyễn Văn Nên tin tưởng, Quang Huy.